Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại cho tất cả các bạn một cái dự án là Clam 500 triệu token BKSBB tất cả các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đang cho các bạn Clam cơ khoảng 250 triệu các bạn, không còn là 500 triệu đâu mà. Vì thông tin dự án này hiện tại bạn nào chưa Clam thì vào Clam các bạn. Hiện tại còn Clam nó thì ít lời, thì thông tin của dự án này trên Hotbit nó đã cập nhật thông tin là các bạn. Hiện tại Hotbit 5 giờ trước đã cập nhật theo dõi người được tôn trọng thân mến. Hotbit được lên lịch để liệt kê tập cần BKSBB nè. Trên mục đang phát triển chức năng gỡ tiền và ra mắt rút và nạp vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 là ngày mai. Tôi cần BKSBB này nó sẽ list sàn Hotbit nghe bạn, và cho giao dịch qua cặp BKSBB qua USDT nghe các bạn. Thì bạn nào chưa Clam thì vào Clam các bạn. Thông tin khá là chất lượng luôn các bạn. Thì trên một bức ảnh mình đã chụp lại trên Hotbit này các bạn. Hotbit is list BKSBB này các bạn. Bull nè. Và sẽ cho các bạn deposit. Cứ nghĩa là các bạn nạp và gỡ, nạp có thể giao dịch qua vào lúc là 10 giờ ngày 10 tháng 6 các bạn. Phải nó có lâu chờ gì ta. Và nó trade in luôn các bạn vào 9 giờ UTC nha các bạn. Cho chạy qua USDT. Thì nhưng mà nào chưa Clam thì mình có đẩy link cho các bạn Clam, thì các bạn về copy phần link mình dán vào để app rồi bấm Clam nha các bạn. Thì dự án này may có gì, có khi nào nó có list sàn giá cao thì mình sẽ làm một cái video thông báo cho tất cả các bạn nha bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật dự án Clam 500 triệu thuộc cặn XBKSBB đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo thì mình nhé.